Giờ mình đi ra ngoài biển, mình lên cầu thang, mình băng qua đường. Cầu thang nó này nè, nó cuốn nó lên cái sảnh, nó lên cái sảnh là từ cái sảnh có cái cầu đi băng qua đường qua bên bãi biển. Mình đi ra đó mình ở trong này nó hơi tối à, nhà ra ngoài biển giờ mình đi bắt tôm tích rồi không biết có nhìn được dấu nó nữa không, tại giờ nó hết nó sắp sập nắng rồi, tối tối rồi khó nhìn. Mình mua ba cái ống cho nó thụt nước, cắt bỏ cái đầu đi nhờ kỹ thuật của bên khách sạn, lấy cưa sắt cắt bỏ cái đầu đi để mình xuống mình hút, để chọt vô cái lỗ trong tích mình hút đó. Rồi, lên cái cầu, lên cầu ra qua bên kia biển nha cả nhà. Thì mình đi ra biển chơi thôi, thì xuống tắm cũng được vậy đó, tắm cũng được vậy đâu xa đâu, đi 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 nhanh vô thì chịu đi. Hả, là bỏ áo qua tay vô trong cái túi đi, cái này nè. Trời ơi, đi lại đi con, đâu xa đâu. Trời, em đứng ngay mặt ngay đây luôn. Ê, có con ra ra, bỏ đây bỏ đây bỏ đây.
hét đó, hét đi. Không, cái hang này của con còng gió đó. Nè, con ốc kìa. Nè. Con vô đi lấy ốc. Lượm con ốc này nè, đục đó. Không, con ốc nó bự, có anh có áo ni đi lượm con ốc nó giữ đi con. Nè, có ốc nhỏ thì không lượm. Với con ốc nhỏ này nữa. Rồi đi hai con được rồi. Đâu cái con này cũng được nó nè. Đầu rồi ba. Nè, đầu cũng nhỏ mà. Ơi, thôi đi nhìn lộn. Con lớn con nhỏ đó đi để mình thục cho nó dễ. Quên. Này đi hút tôm tích mà bây giờ buổi tối thì hút thất bại rồi. Chắc hồi nữa mình đi vô quá. Biển giờ càng về tối hết rồi, nó tối đen.